ba ngủ đó là để mà ngủ thì có khi là như chết ngất vì ba đó, Ừ. ngoài nữa thì bố nè, trong thì ba nè, thật chết. Nhiều khi nói vừa gọi điện cho con là nói đi nè, có khéo thì chắc phải là mẹ chết được ba thế, cho ba mới phải đi, mẹ không chịu được nói nhưng mà con về tiền không có được biết chết nữa. À, dạ kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Thành Nguyên đang có mặt tại xóm 2, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Hôm nay thì Thành Nguyên tới thăm lại một cái hoàn cảnh cũ trước đây quý vị, đó là gia đình của nhà chị Trang. Thì trước đây Thành Nguyên tới đây thăm đó, thì Thành Nguyên nghe thông tin rằng là người chồng của chị bỏ đi thất lạc mấy chục năm mà không biết tung tích ở đâu quý vị. Thì ngày hôm nay Thành Nguyên có nhận được cái thông tin rằng là người chồng của chị đã về đây rồi quý vị. Nhưng mà nghe đâu đó là phải chuộc bao nhiêu tiền đó thì mới đưa được anh này về. Vâng, thì sau khi mà chuộc về đó quý vị, thì bây giờ là người thân làm một cái gì đó ở phía sau nhà để cho anh giam anh sau đó, thì không biết là thực hư cái câu chuyện này nó ra làm sao. Thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu lại nhé quý vị. Mời quý vị. Dạ, con chào ba. Em chào chị. Dạ. Chị Trang đúng không? Lâu ngày quá ha. Chị Anh khỏe không? ơi, thì nói chung là khỏe, chung khỏe được như thì là nó phục vụ thêm ba đến bốn mai nữa thôi. Bà đấy hả? Bà nội đó. À, đây là bà nội ha. Dạ. Dạ, Thì bà năm nay nhiêu tuổi rồi ba? ý là mẹ thằng tám bạn sáu này tuổi. vừa vừa đến đây này. À, Đây này. Ý là mẹ đây là chồng. mẹ chồng. Mẹ Dạ. chồng. Bảy chục đó. Bà năm nay nhiêu rồi? Năm nay tầm bảy. 87 hả? Ừ. Dạ. Chân ba dưới đang thủy thịt bên dưới Ô, đang đi chân được chân đi đây lại hả? đó, Ô, sao sao mà cái chân nó bị vậy? hoại tử Nhưng mà bị gì chứ? ba, hoại tử sau ở cột sống á, dưới cột sống thôi rồi ban đầu rung trở xuống Bị tiểu đường hả? Hay sao? không tủ đường chứ mà kiểu hoại tử cả cái cột cột sống bệnh lâu rồi á. Dạ. Ngon nghe ai ai nhau Con chồng năm rồi. sáu này Chồng chị đi đâu đi cho em? nâng đột nâng sáu nữa Cái hồi chứ trước là chị bị gì em quên rồi. để đêm Thoát vì đĩa đệm đúng để không? đêm cho mà dư không đi được thằng tẹo hai chân này chứ là đi mà phục vụ ba mà vì thật đụng vì với ly bơ đấy nè Ờ vậy hả? cả Là ba bây giờ không cũng đứng luôn được hả? nói chung là đứng nhưng mà không đi được À, đứng được chứ không đi được. đứng ở đây này cho mà thả tay đây là bố Thả tay xuống là rút té hả? kiểu như Cái không lần trước chung là rút em tới là chị đang đang nằm nằm đó trên giường này bữa này. nay cả vin vin bơ đi đi À, vậy ha. Chị đưa em ra thăm lại chồng chị chị xíu vì nào. đưa cho em mà đi ra À, nữa rồi là rồi em rồi, không rồi đi vậy thì được cho em mượn đấy cái là này nha. nắng đi bơ Dạ. Nhưng mà cho em hỏi rồi chồng có nhận biết gì không? Nhận nói biết được gì không? chung dư thì không biết tí nữa mà cho thì ăn dư cho uống thuốc hàng ngày để mà nằm không phải đi mà con dư là có chi hình ở trong Nam với con trong Nam đó để dư hình bỏ về bữa trong Tết là đi đón bố ổn về mà chuộc hết hơn 20 triệu Chuộc về 20 triệu chuộc hả? Nhưng mà đâu mà lại chuộc? ở trong chi vì hệ tại ở trường Cẩm Xuyên là tỉnh ấy Cẩm Xuyên là À, tỉnh trong một cái trại trong đó hả? đó Trại đó là trại gì? đi thì nó Đây đây chị cho em hỏi thì nó như cái xíu này. là tại cái tại cái mà người ta kiểu người ta lặt người cơ được vì là tinh Giống thần như được thì gì đó bà bạc mấy ba thuộc đó cũng là hơi quái rồi. thôi ba mà Rồi rồi chết mình chuộc về rồi lâu chứ chị? chuộc về được bữa tháng mười mười tháng hai á Tháng 12 hả? 18 tháng 12 13 là lời dư rồi thì ba thuộc con nơi đó chứ lên bay tiên làm năm cho một mươi cái nhà nhỏ nhỏ sau đó À, đâu thì đâu là nhổ cho sau đi chị này dẫn em ra xíu nhé. À, là phải khóa lại vậy hả chị ha? Quả không đi mà con mới làm cho cái nhà nhỏ À, nhỏ vậy là cái nhà chứ đâu phải là cái chuồng gì đâu thì trong thì phụ ngủ ông nó cứ đi nó cho nên để đưa cơm vô này À, trong này hả? ừ. Anh tên gì chị? Anh bạn Bản hả? Chào anh Bản. Anh khỏe không? Bây giờ làm sao mà vén cái mùng này lên cho em nhờ tí hai chị ha. bạn làm gì ha ngồi gì từ mau Đây là anh Đạt là đã đi mất tích được cùng mấy chục năm rồi. Anh cho em hỏi anh tên gì? Hả? Mán hả? Mán hay là bạn? Bạn hả?
Rồi anh đã ăn uống gì chưa? Hả? Đã ăn uống gì chưa? Anh đã ăn chưa? Ăn chưa? Không không nói được hay Không chị? nhớ, không nhớ. À, không không nhớ hả? Khi con tình thì nhớ lối câu chứ không sao. Thế rồi là suốt ngày là cứ nằm Làm tôi nữa. nằm chỗ vậy. Thì là quả cơm này đến với ba nữa đưa cho một tô cơm đây là ăn này ban này. Một sự uống đấy. À đây ha. Vậy là cái chỗ này Ừ. là Bà cơm ăn thì đưa vào cửa đây. này, Cửa này. còn nước thì tự lấy đây uống. Nhưng Không. rồi có biết tự lấy nước uống không? Nhưng mà cái thông tin nào mà biết anh đang ở trong cái trại gì gì đó ở ngoài trong Hà Tĩnh là mới đưa về chị? Vô tình có cái bà chị nó là coi được trưng trộn như chứ có cuộc chia ly nó À vậy ha. rồi xong thấy là họ nghe nhà nhìn Chị đứng vào đây nhìn này. người người chủ của chị phòng tháng đi phòng Phật Thiền thì được khoảng 6 7 tháng gì đó Nhưng nhưng mà mà người nhà cũng có điều hay kiện ai là người phát hiện ra? cái chị ở mô trong xóm là chị Ngọc À, có một người chị trong xóm đây biết được anh xong trong kiểu vô trong cái trang như chưa có cuộc chia ly á đó. xong rồi biết được tin nữa là báo cho người nhà đi xong đó mấy năm sáu tháng gì đó thì người nhà đi vô thì họ bảo là dư cái đeo về thì Tết như con em vô thì vay mượn được hai chục triệu đó. Vô là trong cho cái trại đó xong họ cho về thì họ dụ là nếu mà vô ở nữa là về làm 1 tháng 3 triệu 2 ba đứa gái thì con là dư điều kiện không có là dư quyết định xem cái nhà nhỏ nhỏ trên khóa bốn lại đi làm ăn lên nữa dư người già nhà là nuôi bố thôi Thế thì cho em hỏi này, trường hợp như mà người nhà mà không phát hiện được ra anh để mà đưa về đó, thì cái trại đó người ta cũng nuôi rồi chi phí đâu? không họ mình cứu mang mua vì cái tài của nhà nước về em hết mua được Thì nếu như trại của nhà nước thì sao lại phải đòi tiền của người thân được ta? nó không biết rằng họ thì nói như gì mà đưa người phải đưa người về mà đưa người về là phải 20 triệu thì có lần phải đưa 20 triệu để về ở Rồi đó là anh với chị Trang là có mấy người con hả chị ha? người hai người con Mà bây giờ lập gia đình xa hết rồi. con lại chồng ở trong gần Campuchia thôi người về vợ đó Rồi thế bây giờ hai người con có ai là ở gần gia đình không? không chỉ có ở chỗ có được con gái dư từ khi bốn về dư là dư thì về nhà đấy mình ăn gần gần đấy để đi kiếm ăn về mình nuôi bốn chứ còn thì thằng nữa đi bỏ công ty về để mà đeo bốn về đấy nữa sau chưa xin được việc dư vô đi phụ trong trong chỗ nước ngoài á mới đi được những tuần này về xây xong nhà là đi đó cùng định đeo bốn vô gửi cơ mẹ này nhà que quạt rồi nuôi khổ nhưng mà xong thì cũng có tiền xong thì là tốt nhất là xem cái nhà đi nhổ thế này Vậy là bây giờ thì anh cũng không có nói gì được luôn, không có nhận thức gì luôn hết chị. Rồi vệ sinh đại tiện tiểu tiện thì làm sao? không chịu tiền anh ấy tự đi À tự biết đi được. biết đi còn ăn thì cứ đến cơm đưa cho đây là đến cơm là anh đến ăn Vậy là cái hồi xưa nhưng mà mà hồi xưa nặng hơn từ khi họ vô trung tá giờ họ cho ông thuốc về biết đứng mà phun hơn nó hồi xưa không biết chi mà Nhưng mà về rồi có nhận được ra mẹ và vợ này kia có về là vẫn biết ai đây không biết tang vẫn biết vợ đó họ không? vẫn biết mẹ về biết cả có về chi cho luôn hồi xưa luôn biết chi mà nhưng về đỡ hơn tí về Em anh bình tĩnh trước hơn em có tới đây lần nhưng mà em cũng không có nhớ là hồi năm đó là anh đi cho đến bây giờ là được bao nhiêu năm chính xác hả chị ha? anh đi được 7 năm 7 năm này. À vậy là cũng đâu có thành nguyên nhớ nhầm là mấy chục năm là đi không 7 năm đấy. anh đi thì nữa là 7 năm đi từ đi đi thì nữa lâm Việt 54 55 tí nữa mà đi vùng Vinh là đi tháng 11 mà khoảng tháng 3 là họ đeo vào trại tháng 3 sang sang năm nữa là họ đeo vào trại đi bộ từ đây vùng Vinh đó xong rồi qua Hà Tĩnh á xong rồi thu lượm vô Tội nghiệp ha, bây giờ lại không có biết gì nữa. anh bị đi làm như thế này lâu chưa chị? Anh hồi trước là học giỏi mà cũng không để nổi mà nên làm cái toán này chi môn không biết cho rằng là biết là bị rồi bị là đi bờ khi này vẫn đi bờ mà để rồi con nói cho mà bình thường nhưng mà sau một thời gian anh không biết chi này gia đình cũng có hoàn cảnh mà như anh ấy đi biển Có nghĩa là từ tôi bị như vậy đó. Không phải bị tai nạn đâu. cũng hiểu rằng cả đi về bị chơi thì nhà có ai bị tâm thần hay chi mà
Anh có thấy đau trong người đâu không? Thấy đau trong người không? Bây giờ hỏi không biết gì luôn trời. Hỏi tên cũng chưa nói được tên gì rõ. Ừ. Thế là anh đã tên gì ạ? Anh tên Bản. Tên Bản. Bản. À, Bản. Bản làng đó. Bản làng cũng đó. Vừa đỡ hơn nhiều đó. Năm bao nhiêu tuổi chị? Năm 66. Sinh năm 66. Thôi rồi em cũng đi ra sau để em xem anh sức khỏe thế nào đó. Bởi vì em cũng hơi tò mò chút xíu là trong khoảng thời gian vừa qua đó thì anh bị như vậy rồi về rồi sao sao. Thì bây giờ chắc là để em ra trò chuyện với chị Trang để em nắm rõ tình hình hơn coi. Rồi anh bạn nghỉ ngơi nhá. Coi té. Thôi được rồi, thảm án mà nằm mà nghỉ. Anh, nằm nghỉ. Tội nghiệp. Rồi bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên chúng ta sẽ đi về phía trước để hỏi thăm mẹ và vợ của anh nha quý vị. Ba ơi. Dạ. Ba. Ba ơi. Dạ. À, bà nghe không rõ hay gì? Dạ. Ba năm nay 87 tuổi. À 87 tuổi ha. Dạ. Từng bàn rồi. Con đi rồi. Cái bàn đi này bờ bạc này bàn này. Lừa thì ba thuộc cân ngơ rồi trong huyền ngơ mà. Khi đầu huyền thông minh lắm đó. Đừng có nói lung tung. Bà nó lớn bà nó thuộc cân ngơ rồi đó. Bà thuộc ngơ hả? Có phải không chị? Có phải không? Không phải, bốn là tin nàn đi bồ đùi á. À. Thì mình ban thủ cân đi vào trong chị. À, dạ, được rồi. Thôi, được rồi. Chị ngồi xuống đi. Là tin nàn là đi mình thủ cân á. Dạ. Là lật ô tố, ở tố đẫn bị chặt cái này chứ nó có xèo lắm. À. Vậy ha. Chứ không bị lê ải thủ. Nói rồi cho bà ăn chứ hồi bà lại, mới không cho tôi ăn nữa. Thì tôi cũng phục vụ được ngay nằm mình đúng không? Ở ba nữa. Tôi có thông cảm nữa. Dư bắt mật ở con gửi về á, nói mê chứ con con về xe về tâm mà chưa khi mà con về được cái đó. Cho dù con về là ban thì cũng có nuôi cả nhà. Dạ 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 dạ. Rồi là thôi anh không về để là gửi được xe về chứ hắn không về nhà mà. Ừ. Nói để con nợ cho dư anh là mật năm 4 tháng chứ có mật đông có mà nuôi gia đình rồi nè. Dạ. Là đứa bộ về là mất 70 triệu bạc. Rồi là dư bắt đầu là nặng con để mà để con nâng đuôi nâng đó tiền anh nữa. Ừ. Chứ anh không có đúng mố hết. Dư anh là bị bổ túng ông bà ngoài á. Ừ. Như dư là phục vụ mình ba này, bổ này. Bây giờ là chị phục người. Vụ cho bà với bà chồng. Chồng cho ba. Dạ, rồi nhưng mà đang có con gái đang phụ nữa mà đúng không? Con gái thì nói thật thì anh ấy lâu ngày về nên mẩn thịt là nhìn quan trọng trọng lắm. Ừ. Thực tế dư phục vụ là chị ấy mới ra thôi. Nhưng mà chỉ chân vậy rồi phục vụ sao? Thì nói chung là cầm được khuất cơm thịt tất cả thì bữa thì vì thì bữa cái ả đứng trước này này. Ừ. Nhờ ra là cực vừa anh thấy vì nhá hai cái bên như lì lịch lắm mà đi nữa. Ừ. Không vì là bố. Dạ. Chứ không vì là không đi được. Mà như vậy là ba là phải phục vụ ba bật được là kiểu nợ là nhờ ở đưa mấy bữa đau quá không được. Ừ. Ba không ở đây như vậy là phải phục vụ ba. Ừ. Nói chứ ba cả luận quan tuyệt cả ngay nó có bữa đêm về ba phá cửa không ngủ được không? À vậy hả? Ừ, ba cả đưa gì thích đi cuộc đời đập cái bờ cạnh thiên na cửa minh thiên tiên không có mình đỡ ba phải nền thâm thâm. Cảm ơn ba đây là phải tạo cũng lưu thụ cho ba ngủ ấy. Ừ. Ba ngủ là để mà ngủ thì có khi là như chết ngất vì ba đó. Ừ. Ngoài nữa thì bố nè, trong thì ba nè, chết. Nhiều khi nói vừa gọi điện cho con là nãy đến nè. Có khéo thì chắc phải là mẹ chết được ba thế. Cho ba mới phạm đi, mẹ không chịu được nãy nhưng mà con về tiền không có. Được biết chết nữa. Thôi thì cố gắng lên chị, bây giờ cái số phận nó vậy rồi, bây giờ biết làm sao giờ. Thì cho bà ăn xong rồi bà ngủ bị giờ cho tôi ăn. Cho anh xong nữa thì cứ ngày 3 giờ xuống. Ừ. Ngủ đó, không cứ đi cứ số cửa yeah. Ăn chứ. Thôi thì hôm nay á thì em tới đây em nghe thông tin
là anh có về như vậy đó. Để em lại đây em thăm lại gia đình, để em gửi thêm cho chị thêm 1 triệu ha. Dạ. Đúng dạ. Rồi. Em cảm ơn. Dạ dạ, không có gì đâu. Dạ. À, 1 triệu đồng này thì Thành Nguyên xin tích của chị Trần Thị Hương đã gửi vào cái quỹ của em đó, để em gửi tới cho gia đình chị Trang nhá. Rồi. Rồi, cố gắng hai chị ha. Dạ. Bà bây giờ ngồi cứ nói mình. Thôi vậy nhá, em tranh thủ em xin phép nhá. Dạ. Chúc chị sức khỏe nhá. Dạ. Em chào chị nhá. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. 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 Con chào bà nhá. Dạ, bà giữ sức khỏe nhá. Dạ. Dạ dạ. Dạ kính thưa quý vị thân mến, thì hoàn cảnh của nhà chị Trang này quý vị cũng đã thấy rồi. Nói chung là Thành Nguyên tới đây thì Thành Nguyên thăm để thăm lại, thì Thành Nguyên cũng trao một số tiền nho nhỏ của Mạnh Thường Quân đã gửi vào cái quỹ của Thành Nguyên. Thì nếu như mà quý vị mà có đồng cảm, có yêu thương những cái hoàn cảnh mà Thành Nguyên đã ghé thăm đó, thì có thể liên hệ với Thành Nguyên qua số điện thoại mà Thành Nguyên đã ghi trên màn hình nhé quý vị. Và một lần nữa Thành Nguyên xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành theo cùng Thành Nguyên. Và Thành Nguyên cũng kính chúc cho tất cả quý vị một năm mới thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý nhé quý vị. Dạ, tạm biệt quý vị.